Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với Talk Channel. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn Dungeon and Dragon. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ không đi follow cùng các nhân vật, mà thay vào đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một nhân vật nhé. Tạo nhân vật thì luôn là một bước đầu tiên và quan trọng bậc nhất đối với những người chơi D&D, bởi vì các bạn không thể nào tham gia chơi mà không có nhân vật được. Tất nhiên là trừ khi các bạn định làm DM, nhưng mà đó lại là chuyện khác. Nhân vật sẽ là đại diện, là hiện thân của các bạn trong thế giới của Dungeon and Dragon, và chúng là kết hợp của các thông số cùng với trí tưởng tượng của các bạn. Một nhân vật sẽ được định nghĩa bởi 3 yếu tố: chủng tộc, race, class, nghề nghiệp, và cuối cùng là background, lai lịch của nhân vật. Trong đó thì class, nghề nghiệp, hay có người còn gọi là lớp nhân vật, là yếu tố chính ảnh hưởng đến các thông số của nhân vật. Ví dụ như là một chiến binh thì sẽ có sức khỏe vượt trội cũng như các kỹ năng thiên về sử dụng vũ khí, hoặc là một pháp sư thì đương nhiên sẽ có chỉ số trí tuệ cao cùng với những cái kỹ năng sử dụng phép thuật. Tiếp đến là chủng tộc hay là race cùng với background, lai lịch của nhân vật cũng sẽ cho thêm nhân vật một số những cái chỉ số cũng như kỹ năng hay là một số những cái đặc điểm riêng. Về cách xây dựng nhân vật thì các bạn có thể tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau. Chẳng hạn như đối với các bạn mà quan tâm nhiều đến cốt truyện hơn thì các bạn có thể tưởng tượng ra trong đầu một cái hình mẫu yêu thích, chẳng hạn như là một người lính trầm lặng nhưng mà dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, hay là một tên trộm láo lỉnh và hài hước, hay là một pháp sư thông tuệ lịch sử và địa lý, vân vân. Sau đó thì các bạn có thể xây dựng các cái thông số, chọn các cái kỹ năng phù hợp để hoàn thiện cái nhân vật theo cái hình mẫu mà mình đã tưởng tượng ra. Một hướng đi khác, hướng đi thứ hai, đó là một số người chơi sẽ muốn có một cái nhân vật bá đạo, mạnh mẽ nhất có thể. Khi đó thì các bạn có thể chọn những cái chỉ số tối ưu, những cái kỹ năng tối ưu nhất cho nhân vật của mình, rồi sau đó mới nghĩ ra cốt truyện và lai lịch của nhân vật sau. Các bạn muốn build nhân vật của mình theo cách nào cũng được. Ở trong video này thì mình sẽ chỉ nói về những điều cơ bản để xây dựng một nhân vật mà có thể chơi được nói chung. Sau này thì mình sẽ làm thêm những cái video nữa hướng dẫn cách dựng nhân vật tối ưu cho từng class sau. Chúng ta sẽ lần lượt đi qua các hạng mục ở trong cái tờ Character Sheet, tức là tờ thông tin nhân vật, để tìm hiểu ý nghĩa của chúng và cách điền các cái thông tin vào đó. Thì mình sẽ cố gắng giải thích ngắn gọn ý nghĩa của chúng, nhưng mà mình sẽ không đi sâu vào chi tiết. Muốn hiểu hết các chi tiết thì phải hướng dẫn cả luật chơi của D&D cơ, nhưng mình sẽ làm điều đó ở trong cái series nhật ký D&D. Các bạn nhớ đăng ký và đón xem nhé. Và mình cũng lưu ý trước khi bắt đầu là những thông tin mà mình hướng dẫn đều có trong cái quyển hướng dẫn D&D dành cho người chơi phiên bản thứ 5. Vậy nên nếu các bạn có cái quyển này thì hãy để ở gần để vừa xem vừa tham khảo. Nhưng mà nếu các bạn không có thì cũng không sao, vì mình sẽ chỉ rõ những cái thông tin mà các bạn sẽ cần ở trong màn hình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên, thông tin của mỗi nhân vật sẽ được thể hiện bởi 3 cái tờ character sheet này. Thì mình sẽ gọi chúng là những cái tờ thông tin nhân vật cho nó dễ hiểu nhé. Những cái tờ mà mình đang cho các bạn xem đây là những mẫu chính thức do nhà phát hành cung cấp. Và các bạn cũng sẽ có một vài cái tờ này ở trong cái bộ cơ bản. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể download chúng miễn phí trên Internet. Mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả nhé. Hoặc là nếu các bạn không có điều kiện thì hoàn toàn có thể dùng những cái cách riêng của mình để ghi lại những thông tin cần thiết cho nhân vật. Trong 3 cái tờ này thì tờ thứ nhất và tờ thứ ba là quan trọng hơn cả cho quá trình chơi. Tờ thứ nhất thì lưu trữ những thông tin cơ bản của nhân vật, là những cái thông tin quan trọng nhất. Còn cái tờ thứ hai thì chủ yếu để ghi lại lai lịch này, miêu tả vẻ ngoài, những cái câu chuyện hoặc là ghi chú của nhân vật mà thôi. Bởi vì vậy thì cho nên là mình sẽ không nói về cái tờ thứ hai trong video này. Còn cái tờ cuối cùng thì ghi lại các cái loại phép thuật, spell mà nhân vật có thể sử dụng. Nếu các bạn sử dụng những cái lớp nhân vật mà có thể dùng phép kiểu như là pháp sư, wizard hay là tu sĩ, cleric thì cái tờ này cũng rất là quan trọng. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với những cái thông tin căn bản nhất ở cái tờ thứ nhất này nhé. Nhưng mà mình nhận thấy rằng thì cái tờ này nếu in ở chế độ bình thường thì khi lên máy quay thì hơi khó nhìn chữ một tí. Cho nên là mình đã đẩy cái độ đậm của máy in để in ra những cái tờ đậm như thế này. Tuy thế này nhìn hơi xấu một tí nhưng mà các bạn sẽ dễ đọc hơn. Trong khu vực đầu tiên thì chúng ta có phần tên của nhân vật. Phần này thì không cần phải hướng dẫn gì nhiều rồi, thì các bạn cứ ghi tên nhân vật của mình vào đây. Thì nhân vật của mình là Hapofis. Tiếp đến là class, nghề nghiệp hay là lớp nhân vật. Đây là cái phần rất là quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến chỉ số và cách chơi của nhân vật. Ở trong D&D thì có 12 lớp nhân vật cơ bản. Các bạn có thể tìm thấy cái danh sách của chúng ở chương 3, trang 45. Lần lượt là Barbarian, Bard, Cleric, Druid, Fighter, Monk, Paladin, Ranger, Rogue, Sorcerer, Warlock và Wizard. Mỗi lớp nhân vật sẽ có những cái đặc điểm riêng rất là khác nhau. Chẳng hạn như là Fighter thì là sự thông thạo các loại vũ khí, còn Pháp Sư thì là khả năng sử dụng các loại phép thuật. Ban đầu thì những cái đặc điểm, những cái tính năng này sẽ còn ít và cấp thấp, nhưng mà chúng sẽ dần dần lên cấp và có thêm những cái lựa chọn mỗi khi nhân vật lên level. Ngoài ra thì khi nhân vật của các bạn phát triển đến một cấp độ nhất định thì các bạn sẽ có cái lựa chọn để đi theo những cái nhánh cao cấp hơn của những nghề cơ bản. Những cái nhánh phụ này rất là đa dạng, tùy thuộc vào từng nghề.
Ví dụ như là Barbarian thì có thể đi theo con đường là Berserker hoặc là Totem Warrior. Con Rogue thì có thể trở thành Thief, Assassin hoặc là Arcane Trickster. Hoặc là Cleric thì có thể đi theo 7 con đường của 7 thánh thần khác nhau: tri thức, sự sống, ánh sáng, thiên nhiên, bạo tố, gian trá và chiến tranh. Mình sẽ nói kỹ hơn về những điều này ở trong những cái video giới thiệu từng lớp nhân vật cụ thể nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cứ chọn lấy một nghề mà mình cảm thấy thích nhất. Nhân vật của mình sẽ là một Rogue, những kẻ lén lút trong bóng tối và sống ngoài vòng pháp luật. Chúng ta sẽ khởi đầu với level 1. Ở trong D&D thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển nghề cơ bản của mình hoặc là sở hữu đến 2 nghề cơ bản. Nhưng mà mình sẽ không đề cập đến cái vấn đề đó ở trong video này, và mình sẽ để cho mỗi nhân vật trung thành với cái nghề nghiệp của mình nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn chủng tộc cho nhân vật của mình. Ở trong thế giới của D&D thì có 9 chủng tộc chính. Ngoài Human, tức là con người ra, thì những chủng tộc còn lại đều là những chủng tộc thần thoại. Vậy cho nên thì mình sẽ gọi tên chúng bằng tên gốc tiếng Anh nhé. Thì chúng ta có Dwarf, có Elf, Halfling, Dragonborn, Gnome, Half-Elf, Half-Orc và Tiefling. Một số chủng tộc thì lại được chia nhỏ thành những tộc thiểu số khác, chẳng hạn như là trong tộc Dwarf thì có Mountain Dwarf và Hill Dwarf. Việc lựa chọn chủng tộc sẽ cho các bạn những điểm bonus ở những cái chỉ số khác nhau và những kỹ năng khác nhau. Chẳng hạn như là Hapophis là một con người, điều này sẽ cho anh ta một điểm ở mỗi chỉ số cơ bản. Lát nữa khi xây dựng chỉ số cơ bản thì mình sẽ nhắc lại cho các bạn thấy. Tiếp đến thì các bạn hãy chọn background hay là lai lịch cho nhân vật của mình. Kiểu như là trong quá khứ thì nhân vật của các bạn là ai, đã từng làm gì. Ngoài việc nó sẽ đóng góp một phần vào trong câu chuyện về nhân vật thì cái background này còn cung cấp cho các bạn một số điểm năng lực, proficiency ở trong các cái kỹ năng, trong các công cụ và ngôn ngữ. Và nó còn ảnh hưởng đến trang bị và lượng tiền khởi điểm của các bạn nữa. Sách hướng dẫn dành cho người chơi thì có cung cấp cho các bạn một số lai lịch để chọn ở chương 4 trang 125, chẳng hạn như là thầy tu, tội phạm, binh lính, học giả, vân vân. Các bạn có thể chọn ngẫu nhiên sao cho phù hợp với cái nhân vật của mình, hoặc là thậm chí các bạn có thể chế thêm dựa vào những gì trong sách đã cung cấp sẵn nữa. Nhân vật của mình là một kẻ đến từ một nơi xa xôi, ít ai biết đến, và lai lịch của hắn ta sẽ là Outlander, hay mình tạm dịch là kẻ ngoại tộc. Mình sẽ nhắc lại những cái ảnh hưởng của cái lựa chọn lai lịch này sau nhé, vì nó nằm ở những vùng khác ở trên cái tờ thông tin nhân vật cơ. Mục tiếp theo, Alignment. Các bạn có thể tạm hiểu mục này như là thiên hướng tính cách của nhân vật, và nó có hai yếu tố, đạo đức và cá tính. Đạo đức sẽ bao gồm 3 mức độ, thiện, ác và trung lập. Cá tính cũng có 3 mức độ, nghiêm cẩn, nổi loạn và trung lập. Kết hợp các mức độ của hai yếu tố này thì chúng ta sẽ có 9 loại thiên hướng tính cách khác nhau. Ví dụ như Lawful Good là những người hướng thiện và có tính cách nghiêm túc, luôn luôn tuân thủ luật lệ. Chẳng hạn như một hiệp sĩ thì thường sẽ có tính cách này. Những cái alignment này sẽ không chỉ áp dụng để nói về các nhân vật mà cũng có thể dùng để mô tả tính cách của các sinh vật trong thế giới của D&D. Chẳng hạn như những sinh vật thần thoại, tuy hướng thiện nhưng không thích bị gò bó bởi luật lệ hay chịu sự điều khiển của ai, vậy thì chúng sẽ có tính cách Chaotic Good. Nhân vật của mình không thiện, không ác, cũng không thích sự ràng buộc bởi luật lệ, vậy thì mình sẽ chọn là Chaotic Neutral. Cái alignment này thì thực sự không ảnh hưởng đến các chỉ số, nhưng mà nó sẽ giúp người chơi và DM hiểu được nhân vật. Và các bạn nên chơi nhập vai, chơi đúng với tính cách của nhân vật thì game sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Hai cái ô còn lại này thì không có gì nhiều để nói, thì các bạn để tên hoặc là nickname của mình vào đây. Còn ô này là số điểm kinh nghiệm, thì chúng ta tạo ra nhân vật từ đầu, vậy hiện tại thì nó sẽ bằng 0, hoặc là các bạn để trống cũng được. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực tiếp theo để xây dựng các cái chỉ số, các cái điểm năng lực và kỹ năng dành cho nhân vật. Những cái thông số này sẽ chịu ảnh hưởng của cả chủng tộc, nghề nghiệp lẫn lai lịch của nhân vật mà các bạn đã chọn. Và nếu có thể thì các bạn hãy để cái quyển sách dành cho người chơi này ở bên cạnh, bởi vì chắc chắn là chúng ta sẽ cần tham khảo nó rất là nhiều đấy. Đầu tiên là 6 chỉ số cơ bản, Ability Score. Những chỉ số này sẽ quyết định xem các bạn thực hiện các loại hành động khác nhau trong game tốt đến đâu, và có 3 cách để tạo ra các cái chỉ số này. Cách thứ nhất đó là tạo ngẫu nhiên. Đầu tiên, gieo 4 con xúc xắc 6 mặt. Sau đó cộng tổng của 3 con xúc xắc có kết quả lớn nhất lại và ghi con số đó ra một tờ giấy. Ví dụ, ở đây thì chúng ta có 5 cộng 5 cộng 4 là 14. Các bạn lặp lại quá trình đó 5 lần nữa để được tổng cộng 6 con số. Bây giờ thì các bạn hãy gán 6 con số đó vào các cái chỉ số theo ý mình muốn. Cách thứ hai là dành cho những bạn không thích sự ngẫu nhiên thì các bạn sẽ có một dãy 6 con số 8, 10, 12, 13, 14, 15. Các bạn chỉ cần gán chúng vào các cái chỉ số theo ý muốn mà thôi. Cách cuối cùng đó là hệ thống mua điểm. Cái cách này thì gần giống như là ở trong các cái trò chơi điện tử thuộc thể loại nhập vai như là Diablo hay là các cái game nhập vai trực tuyến khác. Ở trong cách này thì tất cả các cái chỉ số cơ bản sẽ đều bắt đầu từ 8. Sau đó thì các bạn sẽ có 27 cái điểm, hay là một loại tiền tệ đặc biệt, và cái điểm này sẽ dùng để mua chỉ số. Ví dụ như là các bạn có thể dùng 1 điểm
để tăng strength từ 8 cho lên 9. Và các bạn sẽ còn 26 điểm. Lưu ý là giá để mua sẽ tăng lên khi chỉ số cao hơn. Cụ thể là khi tăng từ 8 lên 13 thì mỗi điểm sẽ mua được 1 đơn vị. Nhưng mà khi tăng từ 13 lên 15 thì 2 điểm mới mua được 1 đơn vị. Ví dụ như là mình tiếp tục mua strength từ 9 lên 13. Như vậy thì sẽ tốn thêm 4 điểm nữa, vậy là còn 22. Nhưng mà để tăng từ 13 lên 14 thì sẽ phải tốn 2 điểm, như vậy là mình chỉ còn 20 thôi. Và theo phương thức này thì chỉ số tối đa mà các bạn được phép có là 15. Để cho đơn giản thì mình sẽ sử dụng cái cách tạo điểm thứ hai nhé, tức là dùng dãy số 8, 10, 12, 13, 14, 15. Thì Hypophys là một Rock, như vậy thì mình muốn hắn ta nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Vậy thì mình sẽ để Dexterity là 15 và Strength là 14. Mình muốn hắn thông minh, như vậy thì mình sẽ để Intelligence là 13. Có chút hiểu biết, như vậy thì Wisdom, thông thái sẽ là 12. Cái sức chịu đựng của hắn thì chỉ bình thường thôi, như vậy thì Constitution thì mình sẽ để là 10. Và hắn là một kẻ khá là khó ưa, vậy cho nên là Charisma 8. Chắc các bạn đang thắc mắc vì sao mình chưa viết số vào những cái ô này ngay. Đó là bởi vì đến đây thì những đặc điểm của chủng tộc thì sẽ ảnh hưởng đến những cái chỉ số này. Cụ thể, ở trong trường hợp của Human thì con người sẽ có thêm bonus 1 điểm ở mỗi chỉ số. Nếu các bạn chọn các tộc khác thì hãy nhớ đọc trong cái cuốn hướng dẫn để xem mình được bonus những gì nhé. Bây giờ, sau khi cộng thêm điểm bonus thì mình mới viết vào đây. 15 Strength, 16 Dexterity, 11 Constitution, 14 Intelligence, 13 Wisdom và 9 Charisma. Tiếp đến, dựa vào giá trị của những cái chỉ số này thì chúng ta sẽ tính ra biến số tương ứng cho cái chỉ số đó. Các bạn có thể tìm thấy bảng tương ứng giữa giá trị của chỉ số và biến số ở trong quyển hướng dẫn dành cho người chơi ở trong trang 13, chương 1. Thì các bạn có thể thấy là khi chỉ số của nhân vật là từ 10 đến 11 thì biến số là cộng 0. Còn khi chỉ số là 20 thì biến số là cộng 5. Thì các bạn có thể thấy giá trị của chỉ số có thể lên đến 30, nhưng mà nó chỉ áp dụng cho quái vật thôi, chứ còn các nhân vật chỉ có thể có chỉ số tối đa là 20 mà thôi. Với Strength cộng 5 thì biến số mà chúng ta có là cộng 2. Như vậy thì chúng ta sẽ viết cộng 2 vào cái ô vuông to này. Thật ra thì các bạn dùng ô nào cho biến số hoặc là chỉ số cũng được, thì các bạn có thể làm ngược lại với mình, tức là viết chỉ số vào ô to và biến số vào cái ô nhỏ cũng được. Nhưng mà đối với mình thì biến số quan trọng hơn, thì cho nên mình sẽ viết cái biến số vào cái ô to này. Giả dụ trong trường hợp mà các bạn không có hoặc là không nhớ cái bảng này thì các bạn có thể tự tính toán biến số bằng cách lấy giá trị của chỉ số trừ đi 10 rồi chia cho 2 rồi làm tròn xuống. Ví dụ ở đây Dexterity của mình là 16 thì mình sẽ trừ đi 10, như vậy còn 6 và chia cho 2, như vậy mình có dương 3, mình sẽ viết cộng 3 vào đây. Các bạn chú ý là mọi sự làm tròn ở trong D&D đều là làm tròn xuống các bạn nhé. Vậy là mình đã tính toán xong các cái biến số rồi. Các bạn chú ý là mỗi lớp nhân vật khác nhau sẽ chú trọng vào những cái chỉ số khác nhau. Vậy cho nên các bạn hãy nhớ đọc kỹ mô tả cái lớp nhân vật của mình nhé. Và ô tiếp theo, đấy là ô điểm năng lực Proficiency Bonus. Ở cấp độ 1 thì cái thông số này là cộng 2, thì chúng ta sẽ viết cộng 2 vào đây. Và cái chỉ số này sẽ tăng lên khi các bạn lên level. Tiếp đến là khu Saving Throw, khả năng cứu nguy hay là thoát hiểm. Cách điền cái khu này thì rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần lấy biến số tương ứng và ghi vào cái phần ô trống là được. Chẳng hạn như là lấy biến số của phần Strength là cộng 2 và điền vào cái phần ô trống của cái Strength ở khu vực Saving Throw. Như vậy mình sẽ điền vào đây là cộng 2. Và các bạn làm như vậy với tất cả các cái chỉ số khác. Các bạn làm tương tự với phần Skill, kỹ năng. Tức là thấy Skill nào có ghi chú về một loại chỉ số được ghi ở trong ngoặc đơn ở phía sau thì các bạn hãy lấy biến số của cái chỉ số đó và điền vào ô trống của cái Skill đấy. Ví dụ ở đây thì Skill Survival có ghi chú về chỉ số Wisdom. Như vậy thì mình sẽ lấy cộng 1 biến số Wisdom để điền vào đây. Hoặc chẳng hạn như Skill Acrobatic có ghi chú về chỉ số Dexterity. Như vậy thì mình sẽ lấy biến số cộng 3 của Dexterity và điền vào ô trống ở đây. Các bạn làm như vậy với tất cả các cái Skill. Sau đó, chúng ta sẽ xem nhân vật của chúng ta có những năng lực đặc biệt ở những cái Saving Throw hay những cái Skill nào. Có năng lực, tức là có Proficiency. Đây là một khái niệm quan trọng ở trong D&D, vậy nên các bạn hãy nhớ nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ set Saving Throw. Năng lực Proficiency của Saving Throw sẽ đến từ cái phần Class, tức là nghề nghiệp của nhân vật. Như vậy thì các bạn hãy xem mình có năng lực Saving Throw nào bằng cách mở đến phần mô tả của nghề nghiệp.
Chẳng hạn như nhân vật của mình là một rogue, như vậy thì mình sẽ mở đến cái phần rogue và xem cái class feature của nghề này và nhìn vào mục proficiency. Ở đây có ghi rogue có năng lực saving throw ở hai chỉ số dexterity và intelligence. Do đó thì các bạn hãy đánh dấu vào hai hình tròn tương ứng với hai chỉ số đó ở trong khu saving throw. Đó là năng lực proficiency của saving throw. Tiếp đến thì chúng ta sẽ xét đến năng lực của skill. Năng lực proficiency của skill sẽ đến từ nhiều nguồn, bao gồm cả class, cả background và cả race. Như vậy thì chúng ta sẽ phải tìm và liệt kê ra hết. Thì đầu tiên các bạn hãy xét đến background, tức là lai lịch mà các bạn đã chọn cho nhân vật của mình, để xem là nhân vật đó sẽ giỏi ở những cái kỹ năng gì nhé. Chẳng hạn như là nhân vật của mình là một Outlander, kẻ ngoại tộc. Như vậy thì mình sẽ dở đến cái mục Outlander và nó nói rằng mình có proficiency ở hai skill là athletic và survival. Như vậy thì mình sẽ đánh dấu vào hai cái hình tròn tương ứng với hai cái kỹ năng đó. Tiếp đến là race, chủng tộc. Không phải chủng tộc nào cũng có skill proficiency, mà các bạn phải đọc cái phần mô tả của chủng tộc mà các bạn đã chọn để biết thêm chi tiết. Chẳng hạn như là Hapophis là một human, con người. Chủng tộc này thì không có năng lực ở một skill nào cả. Và vì vậy thì chúng ta sẽ đến với cả cái phần class, nghề nghiệp luôn nhé. Quay trở lại với cái mục proficiency ở trong class feature của Rogue, thì các bạn sẽ được chọn 4 ở trong số những cái skill sau: acrobatic, athletic, deception, insight, intimidation, investigation, perception, performance, persuasion, sleight of hand và steel. Vì cái proficiency sẽ không stack, có nghĩa là không cộng dồn được. Như vậy thì chúng ta sẽ không chọn lại những gì đã có. Như vậy thì chúng ta sẽ không chọn lại cái skill athletic nữa. Như vậy thì mình sẽ chọn acrobatic, investigation, sleight of hand và steel. Sau khi các bạn đã đánh dấu vào những cái ô tròn tương ứng xong thì chúng ta sẽ lấy giá trị ở ô proficiency bonus cộng vào giá trị của tất cả những cái mục mà chúng ta đã đánh dấu tròn. Ví dụ như ở đây thì chúng ta có saving throw của dexterity bằng với cả 3 cộng với 2, tức là 5. Intelligence sẽ bằng 2 cộng với 2 bằng 4. Skill acrobatic sẽ bằng 3 cộng với 2 bằng 5. Vân vân. Tiếp đến là ô chỉ số passive wisdom, perception, tức là chỉ số thụ động của wisdom hoặc là của kỹ năng perception. Lúc đấy thì chúng ta sẽ lấy 10 cộng với biến số của wisdom hoặc là của kỹ năng perception. Khi mà viết ở trong ngoặc như thế này thì chúng ta hiểu là hoặc, tức là có nghĩa là người chơi có lựa chọn sử dụng biến số wisdom thông thái của mình, hoặc là nếu nhân vật đó có năng lực ở kỹ năng perception thì có thể sử dụng biến số của cái kỹ năng đó. Trong trường hợp của mình thì mình sẽ lấy biến số của wisdom, tức là dương 1 cộng với 10 và là 11. Ô cuối cùng là các loại năng lực khác, bao gồm ngôn ngữ, language, năng lực vũ khí, weapon, và áo giáp, armor, năng lực sử dụng dụng cụ, tools. Tất cả những thông tin năng lực thuộc những cái mục này đều có thể tìm thấy ở trong cái phần class, race và background ở trong sách. Ví dụ, chủng tộc con người có thể nói, đọc và viết được ngôn ngữ phổ thông, còn gọi là common, và một thứ ngôn ngữ khác tùy ý bạn chọn. Các bạn có thể tìm được danh sách các loại ngôn ngữ ở chương 4 trong sách dành cho người chơi, cụ thể là ở trang 123, và sẽ có hai mục: ngôn ngữ thông thường, standard language, và ngôn ngữ dị biệt, exotic language. Bình thường thì các bạn chỉ được chọn ngôn ngữ ở trong cái bảng thông thường, standard này thôi. Nhưng mà trong một số trường hợp cụ thể, hoặc là được DM cho phép, thì các bạn mới được chọn ngôn ngữ từ cái bảng exotic này. Vậy thì mình sẽ chọn cái tiếng của bọn Goblin nhé, tiếng Goblin. Với lai lịch là Outlander thì mình sẽ được chọn nói thêm một thứ tiếng tùy ý. Vậy thì mình sẽ chọn tiếp tiếng của tộc khổng lồ, Giant. Ngoài ra, ở trong phần Tune Proficiencies của Outlander có nói rằng mình có thể chơi được một loại nhạc cụ bất kỳ. Các bạn có thể tìm thấy danh sách các loại công cụ, tools nói chung, cũng như danh sách các loại nhạc cụ nói riêng ở cái chương 5. Và các bạn có thể tìm thấy cái danh sách này ở trang 154. Thì mình sẽ để cho nhân vật của mình chơi được cái loại nhạc cụ là flute, tức là sáo nhé. Bởi vì là trong thực tế thì mình rất là thích cái loại nhạc cụ này.
Vừa nãy thì chúng ta đã set xong cái phần race, chủng tộc và background, lai lịch rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ set đến cái phần class, nghề nghiệp nhé. Thì class Rogue này sẽ cho mình cái proficiency giáp ở cái light armor. Proficiency weapon tức là vũ khí ở simple weapons, hand crossbow, long sword, rapiers và short sword. Và dụng cụ của kẻ trộm, civet tools. Tiếp đến thì chúng ta sẽ không sang cái phần bên cạnh này mà chúng ta sẽ đến với cái phần feature và trait này trước đã nhé. Thì chúng cũng sẽ đến từ ba cái nguồn là class, background và race như những cái phần vừa rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng đến nhanh nhé. Tộc người thì không có đặc điểm nào nổi trội cả. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với cái phần lai lịch luôn nhé. Với lai lịch là Outlander thì nó sẽ cho mình cái feature là Wanderer. Class Rogue thì sẽ cho mình 3 feature ở level 1, đó là Expertise, Sneak Attack và Civic Count. Các bạn hãy viết ghi chú để cho dễ nhớ mỗi cái feature này có tác dụng gì. Các bạn có thể viết nguyên bản mô tả tiếng Anh gốc như trong sách, hoặc là dịch sang tiếng Việt, hoặc là chỉ viết tóm tắt ý chính thôi cũng được. Chẳng hạn như là cái feature Wanderer này thì sẽ giúp bạn có khả năng ghi nhớ bản đồ và địa hình rất là tốt. Ngoài ra thì bạn có khả năng tìm nguồn thức ăn, nước uống ngoài tự nhiên để duy trì sự sống cho chính bạn và lên đến 5 người đồng hành khác. Feature Expertise thì khi ở level 1 thì sẽ cho các bạn chọn hai cái skill mà đã có proficiency, hoặc là một skill đã có proficiency cùng với cả cái civic tool. Và khi thử thách hai cái kỹ năng đó thì cái proficiency bonus được cộng thêm sẽ tăng gấp đôi. Mình sẽ chọn hai skill đã có proficiency của mình, đó là stealth và acrobatics. Như vậy thì bonus cho hai cái skill này sẽ tăng gấp đôi, tức là thay vì cộng 2 sẽ là cộng 4. Như vậy tổng lại sẽ tăng từ cộng 5 cho lên cộng 7. Các bạn có thể thấy là cái feature expertise này ảnh hưởng đến proficiency. Như vậy thì các bạn có thể chuyển ghi chú của nó từ ô này sang cái ô other proficiency này để cho dễ thấy. Với feature sneak attack này thì nó có tác dụng là một lần cho mỗi lượt. Nếu các bạn đánh trúng đối phương bằng những loại vũ khí dùng dexterity, chẳng hạn như là những vũ khí tầm xa hoặc là những vũ khí có thuộc tính finesse, tức là khéo léo. Và nếu các bạn đang có lợi thế advantage với cái đòn đánh đấy thì các bạn có thể gây thêm sát thương cho đối phương bằng một viên xúc sắc D6, tức là xúc sắc có 6 mặt ạ. Còn nếu đối phương đang ở gần trong bán kính 5 feet thì các bạn sẽ không cần lợi thế mà vẫn có thể gây sát thương. Tuy nhiên, nếu các bạn đang ở trong trạng thái bất lợi disadvantage thì các bạn sẽ không thể dùng cái kỹ năng này. Với bạn nào mà chưa biết cách giao tranh ở trong D&D và chưa xem những cái video hướng dẫn cách chơi của mình thì đến đây thì tạm thời cái kỹ năng này sẽ hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà mình sẽ nhắc lại và giải thích kỹ hơn khi chúng ta điền đến cái ô là Attack and Spellcasting này nhé. Cuối cùng, cái feature Civic Card này sẽ giúp các bạn hiểu các loại tiếng lóng, các loại ký hiệu, biểu tượng mật ngữ của cái giới đạo tặc ở trên giang hồ. Nếu các bạn chơi những cái class có dùng phép như là Cleric hoặc là Wizard thì các bạn sẽ còn cần phải đọc kỹ những cái features liên quan đến cái việc niệm phép nữa, chẳng hạn như là các loại phép thuật mà các bạn có thể niệm được này, hoặc là Spellcasting Ability, Ritual Casting, Spellcasting Focus. Mình sẽ làm hẳn một cái video khác nói riêng về những cái class dùng phép sau nhé. Còn bây giờ thì mình đã hoàn thành xong các cái features và trait cho cái nhân vật của mình rồi. Thì phần tiếp theo sẽ là các cái trang bị, equipment. Những cái equipment này sẽ đến từ background và class của nhân vật. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem phần background nhé. Outlander thì sẽ cho mình một cái gậy staff, một cái bẫy săn hunting trap, một cái trophy tức là một cái chiến lợi phẩm từ việc đi săn và một bộ đồ lữ hành. Và mình sẽ khởi đầu với 10 GP. Đây là đơn vị tiền tệ ở trong game. GP là viết tắt của Gold Piece, có nghĩa là đồng vàng. Sau đó thì chúng ta sẽ xem class, nghề nghiệp sẽ cho chúng ta những cái equipment gì nhé. Thông thường thì cái class sẽ cho chúng ta nhiều lựa chọn khác nhau và mỗi cái dòng này thì sẽ có một số lựa chọn. Đối với Rogue thì ở dòng đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một là mình có thể chọn cái rapier hoặc là một cái short sword. Vậy thì mình sẽ lấy cái short sword này nhé. Dòng tiếp theo thì sẽ cho chúng ta lựa chọn giữa cung tên và short sword. Vậy thì mình đã có cái kiếm short sword này rồi. Vậy cho nên ở dòng này thì mình sẽ chọn cái short bow cùng với cả 20 mũi tên. Dòng thứ ba sẽ cho chúng ta chọn một trong ba cái pack này. Một là Buckler Pack, hai là Dungeoneer Pack và thứ ba là Explorer Pack.
Mình thì mình sẽ chọn cái Explorer Pack. Thì các bạn có thể xem trong những cái pack này có những cái gì bằng cách mở đến chương 5, trang 151. Và đây là cái nội dung của cái Explorer Pack mà mình đã chọn. Thì ở trong này sẽ bao gồm một cái backpack này, một cái bedroll, một cái mess kit, một cái tinderbox, 10 cái torch, 10 day of ration, một cái water skin. Và ngoài ra còn có 50 feet dây nữa. Thì các bạn chịu khó Google hoặc là tra từ điển nghĩa tiếng Việt của những cái món đồ này nhé. Nó cũng không quá khó lắm đâu. Chẳng hạn như là 10 torch, tức là 10 cái cây đuốc này, 10 day of ration, tức là lương khô đủ cho 10 ngày, vân vân, đại loại như vậy. Và dòng cuối cùng ở trong equipment của Class Rope thì chúng ta không phải chọn mà chúng ta được luôn một cái laser armor, hai cái daggers và một cái Sifis tools. Chúng ta có khá là nhiều đồ, vậy cho nên mình sắp xếp lại thứ tự một chút nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ viết tiền vào cái ô này này. Và các cái món equipment còn lại thì mình sẽ sắp xếp theo thứ tự. Đầu tiên là các cái loại vũ khí, tiếp đến là các loại áo giáp và sau cùng là các cái loại vật dụng. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực này. Và ô đầu tiên là ô Armor Class. Nếu các bạn không mặc giáp hoặc là khiên thì nó sẽ bằng 10 cộng với biến số Dexterity của các bạn. Còn nếu các bạn có giáp hoặc khiên thì các bạn có thể xem trong cái bảng giáp trang 145 chương 5. Cụ thể, ở trong cái chỗ equipment vừa nãy của mình thì mình có một chiếc Leather Armor. Như vậy thì Armor Class của mình sẽ bằng 11 cộng với cả biến số Dexterity. Tức là mình sẽ có 11 cộng với cả dương 3 ở đây, tức là 14. Cái ô Initiative này sẽ bằng với cả biến số Dexterity, như vậy của mình bằng cộng 3. Speed thì sẽ đến từ Race, thế cho nên các bạn sẽ tham khảo cái phần trùng tộc của mình. Human thì có tốc độ di chuyển trong một lượt là 30 feet. Các bạn lưu ý là D&D là một trò chơi có nguồn gốc từ Mỹ, thế cho nên hệ đo lường sẽ dùng những đơn vị kiểu như là feet, inch, pound, vân vân. Nếu các bạn thích đổi ra mét hay là centimet cũng được. Nhưng mà ở đây, với lý do là mình muốn giữ cho những gì mà mình viết ra, những gì mình hướng dẫn và show cho các bạn trên camera nó phù hợp và nhất quán với những gì ở trong sách hướng dẫn, thì cho nên là mình sẽ giữ những cái đơn vị nguyên bản nhé. Ô tiếp theo là Hit Point Maximum hay là lượng máu tối đa. Cái Hit Point này sẽ được viết tắt thành HP, là tiền thân của đơn vị máu được sử dụng rất nhiều trong các thể loại game sau này. Và thông tin về lượng HP tối đa là sẽ đến từ Class, và Class Rogue sẽ có lượng HP tối đa ở level 1 là 8 cộng với cả biến số của Constitution. Rất tiếc là cái biến số này của mình bằng 0, vậy cho nên là mình chỉ có 8 máu thôi. Chúng ta sẽ bỏ qua cái ô Current Hit Point và Temporary Hit Point, có nghĩa là lượng máu hiện thời và lượng máu tạm thời. Chúng ta chỉ cần dùng đến chúng trong khi chơi thôi, thế cho nên là chúng ta bỏ qua bây giờ, không điền. Tiếp đến, Hit Dice cũng đến từ Class. Rogue thì sẽ có một viên xúc sắc D8 với mỗi level, và hiện tại mình đang ở level 1, như vậy thì mình chỉ có một viên xúc sắc D8 thôi. 1 D8. Khu vực tiếp theo là Attacks and Spellcasting. Đây là chỗ mà chúng ta sẽ ghi danh sách các loại vũ khí và phép thuật cùng với chỉ số của chúng. Các bạn có thể thấy là nó có sẵn 3 cái dòng ở đây. Nhưng mà nếu các bạn có nhiều vũ khí và nhiều phép thuật hơn thì các bạn cứ viết tiếp xuống dưới. Và để hiểu được ý nghĩa của các cái chỉ số thì các bạn sẽ cần phải biết nguyên lý cách combat đánh nhau ở trong D&D. Mình sẽ không nói chi tiết ở đây. Bạn nào muốn biết thì hãy tìm và đón xem những cái video hướng dẫn chơi D&D của mình nhé, ở trong series Nhật ký D&D đó. Mình sẽ giải thích thật ngắn gọn thôi nhé. Trong khi đánh nhau thì hai phe sẽ lần lượt thực hiện đòn đánh của mình. Và khi thực hiện một đòn đánh thì nó sẽ gồm hai bước. Bước thứ nhất đó là xác định xem các bạn có đánh trúng đối phương hay không. Và nếu đánh trúng thì chúng ta mới đến bước thứ hai, đó là xác định xem đòn đánh sẽ gây ra bao nhiêu sát thương. Cột đầu tiên là cột để ghi tên của các loại vũ khí. Thì mình có 3 món và mình đã viết tên cả vào đây rồi. Chỉ số ở cột thứ hai đấy là Attack Bonus. Các bạn thông cảm là cái chữ ở đây in nó hơi mờ. Đấy là bởi vì là mình đã chuyển qua dùng cái tờ in sáng hơn. Bởi vì là nếu mà mình tiếp tục dùng cái tờ in đậm hơn thì cái phần các cái dòng này nó quá là đen, nó quá là đậm. Nên là mình viết lên đây thì các bạn sẽ không nhìn thấy gì. Thế cho nên mình phải chuyển qua cái phần in mờ hơn. Nhưng mà vì như thế cho nên là cái chữ ở đây sẽ khó nhìn. Nhưng mà cái cột thứ hai này là cột chỉ số Attack Bonus. Cái chỉ số này là nó sẽ hỗ trợ cho bước 1 của đòn đánh. Cái chỉ số này càng cao thì các bạn sẽ càng dễ đánh trúng đối phương. Ở trong D&D thì có hai loại vũ khí chính. Đầu tiên đấy là loại vũ khí cận chiến và sử dụng thuần strength, ví dụ như là búa chiến hoặc là cự kiếm. Thì ở đây mình không có cái vũ khí nào như thế cả. Nhưng mà mình sẽ viết vào đây một cái ví dụ, đấy là một cái cây mace để làm ví dụ thôi. Mình sẽ xóa cái cây này đi sau khi mình đã giải thích xong. Thì cái loại vũ khí này sẽ có attack bonus bằng với biến số của strength của mình là cộng 2. Nếu mà các bạn có năng lực sử dụng cái loại vũ khí đó ở cái phần other proficiency thì các bạn sẽ được cộng thêm giá trị proficiency bonus. Thì mace là một cái simple weapons, thì các bạn có thể tìm thấy cái thông tin này ở trong bảng vũ khí chương 5 trang 149.
và mình có proficiency ở cái Simple Weapons. Như vậy là mình được cộng thêm proficiency bonus, và như vậy thì mình sẽ được là 2 cộng với 2 bằng 4. Như vậy là attack bonus của cái mace của mình sẽ là dương 4. Tiếp đến, cột thứ 3 là lượng sát thương mà vũ khí sẽ gây ra nếu đánh trúng đối phương. Đầu tiên là lượng sát thương cơ bản của vũ khí sẽ được xác định bằng một loại xúc sắc. Thì các bạn có thể thấy cái thông tin này ở trong cái bảng vũ khí. Ở đây thì lượng sát thương của mace sẽ là một viên xúc sắc D6. Tiếp theo là cộng thêm với cả biến số của strength. Các bạn chú ý là sát thương sẽ không được cộng thêm từ proficiency đâu nhé, chỉ cộng từ biến số của strength thôi. Như vậy là chúng ta sẽ có lượng sát thương là một viên D6 cộng thêm biến số của strength. Ngoài ra thì mỗi loại vũ khí sẽ gây ra những loại sát thương khác nhau, chẳng hạn như là gậy, chùy sẽ gây ra sát thương đập, bludgeoning, kiếm, rìu thì sẽ gây sát thương chém, slashing, giáo mác, cung tên thì sẽ gây sát thương đâm, piercing. Thì các bạn có thể ghi luôn cái điều đó ở đây để cho dễ ghi nhớ. Thì các bạn có thể thấy mace gây ra loại sát thương đập, bludgeoning. Như vậy thì mình sẽ viết luôn ở đây và mình sẽ viết tắt thôi, à, B. Loại vũ khí thứ hai ở trong D&D đấy là vũ khí tầm xa và sử dụng thuần dexterity. Chẳng hạn như là cái cây cung shortbow của mình là một loại vũ khí như thế. Thì thay vì sử dụng biến số strength thì chúng ta sẽ sử dụng biến số dexterity. Cụ thể là mình sẽ có attack bonus bằng với biến số dexterity dương 3. Và nó cũng là một loại simple weapons theo như cái bảng vũ khí này. Vậy thì mình sẽ được cộng thêm proficiency bonus. Vậy là 3 cộng với cả 2 thì bằng 5. Và theo như bảng vũ khí thì lượng sát thương mà cái cung shortbow này gây ra sẽ là một viên xúc sắc D6. Và loại sát thương là loại sát thương đâm, piercing. Như vậy thì mình sẽ ghi ra đây là lượng sát thương là một viên D6 cộng với biến số dexterity là cộng 3. Loại sát thương là sát thương đâm, piercing, P. Ngoài ra thì chúng ta còn có các loại vũ khí kiểu như là cận chiến nhưng mà lại cần sự khéo léo. Thì các bạn có thể biết điều này nhờ vào từ khóa Finesse ở trong phần Property của bảng vũ khí. Những vũ khí dạng này kiểu như là vũ khí kiếm lưỡi mỏng, rapier, hoặc là cây đoản kiếm, short sword của mình. Với những vũ khí kiểu như thế này thì các bạn có thể lựa chọn dùng chỉ số strength hoặc là chỉ số dexterity tùy ý. Và bởi vì là chỉ số dexterity của mình cao hơn strength thì cho nên là mình sẽ chọn cái chỉ số này. Như vậy thì mình sẽ có attack bonus bằng 3 cộng với 2 bởi vì là mình có proficiency ở cái loại vũ khí short sword này đây. Vậy mình sẽ ghi về đây 3 cộng với 2 bằng 5. Và sát thương gây ra theo như bảng vũ khí cũng là một viên xúc sắc D6 và loại sát thương là sát thương đâm. Mình sẽ viết vào đây 1D6 cộng với cả dexterity cộng 3 mở ngoặc sát thương đâm là P. Tiếp theo thì chúng ta còn có những loại vũ khí kiểu phi ném như là phi rìu, phi đao, phi chùy, ám khí, vân vân. Thì các bạn có thể nhận ra những loại vũ khí này bằng cái từ khóa thrown ở trong cái phần property của bảng vũ khí. Ví dụ như là cái con dao găm của mình, dagger, là cái loại vũ khí như thế. Và với loại vũ khí này thì các bạn cũng có thể sử dụng cái chỉ số strength hoặc là chỉ số dexterity tùy ý cho cái dạng này. Đương nhiên là mình sẽ vẫn chọn dexterity thôi. Và attack bonus thì sẽ vẫn là bằng 5 bởi vì là dagger là một cái vũ khí dạng simple weapons. Và đương nhiên là mình có cái proficiency ở simple weapons rồi. Vậy là mình có 3 cộng với 2 bằng 5 attack bonus. Nhưng mà sát thương của cái loại vũ khí này chỉ là một viên xúc sắc D4 mà thôi. Và sát thương cũng vẫn là sát thương đâm, piercing. Như vậy thì mình sẽ ghi sát thương vào đây là D4 cộng với cả 3 sát thương đâm, P. Như vậy là mình đã giải thích xong cái phần vũ khí này rồi. Thế cho nên là mình sẽ xóa cái dòng mace này đi bởi vì là mình không có cái equipment này. Nếu nhân vật của các bạn thuộc cái class nhân vật mà sử dụng phép thuật và nếu các bạn không có cái tờ thứ 3 này thì các bạn cũng có thể ghi tóm tắt thông số của phép thuật spell của mình ở đây. Như mình đã nói thì cái tờ thứ 3 này là để ghi lại các loại spell, nghĩa là phép thuật mà các bạn có thể dùng. Thì spell là một cái nội dung nâng cao, vì vậy thì không phải lúc nào thì các bạn cũng có cái tờ thứ 3 này đâu. Chẳng hạn như là những cái nhân vật được dựng sẵn ở trong cái bộ starter kit thì sẽ không có cái tờ spell này đâu. Tuy nhiên vì ở đây thì mình có cái tờ này cho nên là đến cuối clip thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn nhé. Quay trở lại với cái phần attack and spell casting này thì các bạn để ý là vừa nãy ở trong cái phần feature thì chúng ta có cái chiêu thức là sneak attack. Thì cái chiêu này là có gây sát thương, thế cho nên là các bạn có thể chuyển cái phần ghi chú của nó sang đây cũng được. Bây giờ thì chắc các bạn cũng đã hiểu phần nào tính năng của cái chiêu thức này rồi phải không? Nó áp dụng khi mình sử dụng những cái vũ khí khéo léo, chẳng hạn như là cây đoản kiếm short sword của mình, hoặc là những vũ khí tầm xa như là cái cung short bow của mình.
Và khi sử dụng những cái vũ khí này thì lúc gieo xúc sắc ở bước 1 xem có đánh trúng hay không, mà các bạn có lợi thế advantage và kết quả là có đánh trúng, thì ngoài sát thương cơ bản gây ra ở cái cột thứ 3 này thì chúng ta sẽ gây ra thêm sát thương bằng một viên xúc sắc D6 nữa. Còn nếu các bạn ở gần đối phương trong bán kính 5 feet thì không cần lợi thế, các bạn vẫn có thể gây ra thêm sát thương. Vậy là chúng ta đã đến với mục cuối cùng của cái tờ đầu tiên này rồi. Thì cái mục này sẽ bao gồm personality traits, đặc điểm tính cách, ideas, lý tưởng, bonds tức là các cái mối liên kết, các cái mối quan hệ, flaws tức là các cái khuyết điểm. Những cái mục này thì hầu như không có ảnh hưởng gì đến mechanics của trò chơi, thế cho nên các bạn có thể tùy chọn theo ý thích của mình, hoặc là chọn ngẫu nhiên cũng được, hoặc là thậm chí tự chế ra, tự sáng tạo thêm cũng được. Ok, vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong cái tờ đầu tiên của character sheet rồi. Đến đây thì về cơ bản nhân vật của chúng ta đã định hình rồi. Các bạn hoàn toàn có thể bước vào phiêu lưu với cái nhân vật này, đặc biệt là đối với những cái class mà không dùng phép thuật như là cái nhân vật của mình. Và mình xin nhắc lại là cái tờ này chỉ là một form để các bạn dễ dàng ghi nhớ thông tin thôi. Chúng ta không bắt buộc phải dùng cái form này. Và trong quá trình chơi thì các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin nữa, chẳng hạn như là thêm vũ khí này, thêm đồ đạc này, thêm kỹ năng, chiêu thức, phép thuật, vân vân. Lúc đó thì có thể cái tờ này sẽ không còn đủ chỗ nữa. Hoặc là giả sử các bạn không có cách nào để tải và in ra cái form này, thì các bạn hoàn toàn có thể ghi lại những cái thông tin này vào những cái trang giấy trắng bình thường, hoặc là theo cách nào mà tiện lợi nhất cho các bạn. Bây giờ, đối với bạn nào dùng class nhân vật niệm phép thì mình xin giới thiệu qua một chút về cách dùng cái tờ thứ ba này nhé. Thì ở dòng đầu tiên thì các bạn để tên spellcasting class của các bạn vào đây. Chẳng hạn như là mình sẽ làm một nhân vật thuộc class sorcerer, phù thủy nhé. Spellcasting ability là loại chỉ số mà class của các bạn dùng để niệm phép. Có class thì sẽ dùng trí tuệ, intelligence, có class thì lại dùng chỉ số thông thái, wisdom. Ở trong phần mô tả của từng class ở chương 3 sẽ nói rõ cho các bạn biết điều này. Và cái class sorcerer của mình thì sẽ dùng charisma. Spell save DC, với DC này là viết tắt của difficulty class. Và cái ô này là giá trị thử thách mà đối phương sẽ phải vượt qua nếu muốn tránh được đòn phép thuật của các bạn. Và nó sẽ bằng 8 cộng với chỉ số proficiency bonus cộng với biến số của spellcasting ability, ở trong trường hợp này là biến số của charisma. Giả sử như là nhân vật của mình có biến số của charisma là cộng 3 đi, thì nó sẽ bằng 8 cộng với cả 2 cộng với 3, như vậy là bằng 13. Một số phép thuật đòi hỏi các bạn cũng phải gieo xúc sắc để xác định xem có đánh trúng đối phương hay không, giống như khi dùng vũ khí. Lúc này thì các bạn sẽ được cộng thêm spell attack bonus, và cái số này sẽ được tính bằng biến số từ spellcasting ability, trong trường hợp này là charisma của mình, và proficiency bonus, tức là giả dụ như là charisma của mình biến số là bằng cộng 3 đi, thì sẽ bằng 3 cộng với cả 2 thì bằng 5. Phép thuật thì cũng có cấp độ, và cấp độ của chúng có thể từ 0 cho đến 9. Và đương nhiên cấp độ càng cao thì sức mạnh sẽ càng lớn, và những phép cấp độ 0 còn được gọi là cantrip. Tuy nhiên cấp độ của phép không tương ứng với cấp độ của nhân vật đâu nhé. Nghĩa là nhân vật level 1 không có nghĩa là học được phép cấp 1. Thường thì phải đến cấp 5 thì nhân vật mới học được phép cấp 3, và phải đến cấp 17 thì mới niệm được phép cấp 9. Về cách học và sử dụng phép thì mình sẽ hướng dẫn ở trong series Nhật ký D&D. Các bạn nhớ subscribe và đón xem những hướng dẫn về mọi chi tiết khác ở trong D&D, bao gồm cả phép thuật nhé. Còn bây giờ thì mình chỉ giới thiệu qua một chút để phục vụ cho cái việc tạo nhân vật thôi. Để một nhân vật có thể dùng được một phép thuật nào đó thì nhân vật đó phải đã biết, đã học được cái phép đó, hoặc là có thể sử dụng được những món đồ ma thuật mà tạo ra phép thuật đó. Một số class thì lúc nào cũng biết một số lượng phép cố định, kiểu như là đã học thuộc lòng nó rồi ấy. Chẳng hạn như là class sorcerer này. Còn một số class khác thì phải trải qua một cái quá trình chuẩn bị gọi là prepare phép trước khi có thể sử dụng được chúng. Chẳng hạn như là class cleric hay là wizard. Wizard thì có một quyển sách phép gọi là spellbook, trong đó có chứa rất là nhiều phép thuật. Nhưng mà để sử dụng thì wizard phải chọn ra một số để chuẩn bị trước khi dùng. Nói chung là mỗi class lại có cách nghiệm phép riêng, thế cho nên các bạn phải đọc kỹ phần mô tả, hoặc là các bạn có thể đón chờ video hướng dẫn từng cái class của mình trong tương lai nhé. Bây giờ thì những phép thuật mà mình ghi ở đây là chỉ dành cho class sorcerer thôi nhé. Chúng ta sẽ xem bảng feature của sorcerer. Ở đây thì các bạn có thể thấy là ở level 1 thì sorcerer sẽ biết 4 cantrip, và chúng ta sẽ tham khảo trong danh sách cantrip của sorcerer ở trang 209 chương 11 nhé. Đây là danh sách tất cả các cái phép cantrip của class sorcerer. Thì ở trong danh sách này mình sẽ chọn phép Chill Touch, Firebolt, Poison Spray và True Strike. Quay trở lại với bảng của sorcerer thì ở level 1 thì chúng ta thấy là sorcerer sẽ biết 2 spell và có 2 slot spell cấp độ 1. Như vậy thì chúng ta sẽ viết số slot là 2 vào phần spell level 1. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn 2 phép ở trong danh sách phép cấp 1 để ghi vào đây. Mình sẽ chọn 2 phép là Burning Hands và Shield. Cái ô slot expanded này là để ghi những slot phép đã dùng. Ví dụ như ở level 1 thì sorcerer có 2 slot phép cấp 1. Sau khi dùng phép xong một lần thì chúng ta sẽ ghi là đã tiêu 1 vào đây. Sau khi dùng xong lần 2 thì chúng ta sẽ ghi 2.
Như vậy là chúng ta đã dùng hết số slot phép mà ta có. Khi đó thì chúng ta sẽ không thể dùng tiếp được nữa cho đến khi nghỉ ngơi, hồi phục lại những cái slot này. Những phép level 0, cantrip thì không có cái phần slot, có nghĩa là chúng sẽ không bị những cái giới hạn này và các bạn có thể dùng thoải mái. Về hiệu ứng của các loại phép thuật thì các bạn có thể tìm thấy chúng ở trong chương 11, bắt đầu từ trang 212 trong sách hướng dẫn dành cho người chơi. Ví dụ với phép Burning Hands này thì các bạn có thể bắn lửa ra từ các đầu ngón tay theo hình nón có phạm vi là 15 feet tính từ vị trí đứng của bản thân và gây sát thương lên tất cả các sinh vật trong phạm vi với giá trị là 3 viên xúc sắc D6. Nếu thích thì các bạn có thể tóm tắt lại nội dung của những cái phép này cho dễ nhớ vào ngay cái tờ này, hoặc là ghi chúng ra một danh sách riêng, hoặc là thậm chí tự làm một hệ thống thẻ bài, mỗi thẻ mô tả một phép chẳng hạn. Nói chung là làm thế nào để có thể ghi nhớ được hiệu ứng và sát thương của chúng là được. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách điền tờ phép thuật của những class nhân vật dùng phép rồi. Những cái khu còn lại này là dùng cho những cái phép cao cấp hơn mà nhân vật sẽ học được sau này mà thôi. Vậy là các bạn đã có một nhân vật hoàn chỉnh, sẵn sàng tham gia bất cứ cuộc phiêu lưu nào rồi. Có thể có một số cái thông tin mà chúng ta điền ở đây các bạn chưa hiểu dùng để làm gì và dùng như thế nào. Nhưng mà nếu theo dõi series nhật ký D&D của mình thì chắc chắn là các bạn sẽ hiểu hết thôi. Vì vậy thì hãy nhớ đăng ký theo dõi và nhấn nút chuông thông báo để đón chờ những cái số tới nhé. Còn bây giờ, trước khi kết thúc thì mình sẽ zoom vào một số phần trên cái tờ này để lỡ vừa nãy trong lúc mình quay các bạn có xem không rõ thì bây giờ các bạn có cái để đối chiếu lại nhé. Và bây giờ, bye bye, hẹn gặp lại các bạn.